phải bạn ước mơ được đi du học? Có phải bạn đang băn khoăn không biết làm thế nào để nhận học bổng tại các trường đại học Mỹ? Và có phải mẹ đã từng nghe những câu nói như là đi du học thì mới gọi là giỏi, đi du học á thì sau này mới giàu, hay là đi du học để còn kiếm cơ hội đổi đời nữa? Vậy thì hello mọi người, mình là Nhi. Hiện tại mình đang là du học sinh Mỹ và mình đã nhận được các scholarship từ các trường đại học như thế này. Nhưng trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về một quyết định rất quan trọng của cuộc đời mình, đó chính là việc về Việt Nam học đại học. Trước khi bắt đầu, mình có một thông báo nho nhỏ, đó chính là mình sẽ cố gắng review lại channel này, nên là mình mong sẽ nhận được sự support của mọi người bằng cách click subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình đăng thêm video mới. Còn bây giờ thì let's get started. Đầu tiên, để nói về quyết định này thì mình có thể khẳng định đây không phải là một quyết định dễ dàng, nên đã tốn của mình rất nhiều thời gian, suy nghĩ và cả nước mắt, bởi vì mình đã phải đứng giữa những sự chọn rất khó khăn, đó chính là việc tiếp tục học ở Mỹ hay là về Việt Nam. Nhưng cho tới khi mình nhận kết quả là mình đã trúng tuyển vào Đại học Fulbright University Việt Nam, thì ngay cái khoảnh khắc đó, mình đã biết đó mới là nơi mình thuộc về. Theo định nghĩa của Nhi, năm 2021, nơi mình thuộc về là nơi mình có thể sử dụng toàn bộ khả năng của mình một cách tốt nhất và cảm thấy bình yên. Các bạn lưu ý, từ khóa quan trọng ở đây là bình yên mà không phải là vui hay thoải mái. Vì mình tin rằng nơi các bạn cảm thấy vui hay thoải mái thì chưa chắc đó là nơi tốt nhất để cho các bạn phát triển. Và đó cũng là lúc mình đã phải từ chối hết tất cả những học bổng mình đã đạt được và thuyết phục ba mẹ rằng mình muốn trở thành một phần của Fulbright. Sau nhiều giờ thảo luận, trao đổi và lắng nghe ý kiến của ba mẹ thì rất may mắn mình đã nhận được sự support của gia đình mình và officially mình đã trở thành một Fulbrighter class of 2025. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn đã chọn được trường đại học chưa? Hay là các bạn vẫn phải đang ôn thi đại học? Các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Chắc chắn các bạn đang thắc mắc là vì sao mình lại chọn Fulbright để là nơi gửi gắm tương lai của mình. Vậy thì mình có 3 lý do cho các bạn. Lý do thứ nhất mình gọi là connection. Mình cảm thấy connection giữa người với người của mình khi ở Việt Nam nó tốt hơn là khi ở Mỹ. Điều đó không có nghĩa là môi trường ở Mỹ không phù hợp để cho mình phát triển hay là mình không thể hòa nhập được, mà đó chỉ là một cái cảm nhận cá nhân ở sâu bên trong mình. Mình biết là cái khái niệm này nó hơi trừu tượng một xíu, nên là các bạn có thể hình dung như là ở bên trong mình là một cái bình. Thì ở Mỹ khi mình tham gia vào cái hoạt động, cái cuộc trò chuyện thì mức độ của cái bình khi được đổ đầy là tầm 50%. Còn khi ở Việt Nam engage vào các hoạt động mà mình cảm thấy là mình được sử dụng toàn bộ năng lượng của mình thì cái bình đó nó được fill lên tới tận 80-85%. Lý do thứ hai đó chính là vì Fulbright quá dễ thương. Các anh chị ban tuyển sinh, giáo viên và các anh chị sinh viên, họ đều là những con người mà mình cảm thấy rất muốn ở gần. Các anh chị rất là supportive và giúp đỡ mình khi mà mình có những thắc mắc hay là cần trợ giúp. Đồng thời thì mình cảm thấy được cái sự passionate của mọi người, cái sự nhiệt huyết, cái năng lượng của mọi người nó tỏa ra. Và mình thực sự muốn surround myself bởi những con người có khát vọng như vậy để thúc đẩy mình tiến xa hơn, cố gắng hơn, vượt khỏi cái vùng an toàn của mình và suy nghĩ nhiều hơn cho cộng đồng, thay đổi những điều cần thay đổi và phát triển những điều cần phát triển. Lý do thứ ba là vì mình tin vào Fulbright, mình tin vào định hướng của trường, mình tin vào statement và philosophy của trường. Mình tin rằng tại Fulbright mình sẽ được học vẽ một bức tranh bằng nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau, nhưng quan trọng là phải phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam.
và mình tin rằng tại Fulbright mình sẽ làm được gì đó lớn hơn là việc đi làm, kiếm tiền. Và mình tin rằng tại Fulbright mình sẽ trở thành the best version of myself. Và đó là lý do vì sao mình đã chọn Fulbright để là nơi mình và Fulbright có thể cùng nhau phát triển. Vì mình thực sự là không thể nào express hết được tình yêu của mình dành cho trường nữa rồi. Và nếu như các bạn muốn biết thêm về Fulbright hay việc apply và xin học bổng tại các trường đại học Mỹ thì mọi người có thể comment ở phía dưới để mình làm những video về chủ đề đó. Còn bây giờ thì thank you so much for watching, I really appreciate it. Please give me a like, share and subscribe so that I can see you in my next video. Bye!